quét bằng lái xe để nhận diện khuôn mặt. Tờ The Washington Post vừa đăng tải thông tin cho biết, hàng triệu bức ảnh trên giấy phép lái xe của người Mỹ đã bị giả quét bởi các nhà chức trách mà không hề có sự đồng ý của người dân. Theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ, FBI đã có 390.000 lượt tìm kiếm nhận dạng khuôn mặt dựa trên cơ sở dữ liệu liên bang và của các địa phương. Trong số này có cả cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe của các cư dân Mỹ. Nhận định về hành động này, The Washington Post cho rằng, Lưỡng viện Mỹ và bất kỳ cơ quan lập pháp tiểu bang nào đều sẽ không chấp thuận việc sử dụng các cơ sở dữ liệu cho mục đích tìm kiếm như vậy. Với việc thông này được tiết lộ, rất có thể nó sẽ châm ngòi cho làn sóng của các nhà hoạt động nhằm cấm việc sử dụng công nghệ nhân diện khuôn mặt đối với các hoạt động quản lý dân cư của chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 5, San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ ban hành lệnh cấm cảnh sát sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong quá trình làm việc.